hướng dẫn xem cấu hình lưu bãi tại trang chủ chọn danh mục chung chọn cấu hình và ấn vào mục cấu hình lưu bãi chọn mẫu cấu hình của hãng tàu cần xem chi tiết về cấu hình gồm có ngày hiệu lực và ngày hết hạn loại hàng hóa và phương thức thanh toán những thông tin cụ thể hơn sẽ được hiển thị ở góc phải màn hình xin cảm ơn